Vâng, và chiều hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu với cả nhà em được hai cây cúc cam nha. Cúc cam này chơi tết và lấy bo rất là ok nha cả nhà. Đây là cái tán nó rất là xum xuê rồi ha, để em quay cho cả nhà xem nha. Và cái cây này nó có cái hoành là 20 và cao là 51 thôi. Đây cái mắt ghép thì ghép tới 4 mắt bo ghép nha cả nhà. Đây em sẽ quay tổng thể cây này cho cả nhà xem nha. Đó, cây rất là xum xuê luôn. Rồi cây này thì em bán với giá là 850.000. Em sẽ bào phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây là cúc cam ha. Rồi 850.000 nha, cây số 1. Rồi và tiếp tục là cây số 2. Đây cây số 2 nó có một cái dáng lắc nha, rất là đẹp luôn. Y như một cái con thú nằm rồi nó lắc ngược lên như thế này ha. Và cây này ghép thì được 3 mắt bo nha. Đó. Cây này thì nó có cái hoành là 17, cao là 44. Thì cây này em bán với giá là 700.000. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Đây là cúc cam nha cả nhà. Cúc cam, hoa cam rất là đẹp luôn nha. Rồi đây là cây số 2 giá 700.000. Em sẽ bao phí vận chuyển luôn. Rồi xin mời cả nhà thích thì hãy mua và ủng hộ cho vườn mai Chích Chè Bông nha.